Em Dương xin kính chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em Dương Vinhome. Hôm nay là ngày buổi chiều 24 tháng 11 năm 2023, ngày thứ sáu, cũng là ngày cuối tuần rồi các bác ạ. Hôm nay em Dương làm video này để chia sẻ cho các bác một căn biệt thự song lập tại phân khu Sao Biển, đường thông, view đẹp, nhà chưa hoàn thiện bên trong và đang có giá bán em nghĩ là tốt nhất của dãy Sao Biển. Đấy thì các bác hãy cùng với em đi xem và trải nghiệm nhé. Đây nhà hàng vườn bia này các bác này. Nhà hàng vườn bia này khi mà về Hải Âu 01 thì em thấy là rất là đông. Quán đông, bia ngon, đồ ăn cũng ngon. Giá cả hợp lý các bác ạ. Bên phía tay trái em Dương đây là khu Đạp Việt này các bác này. Biển hồ trung tâm và quảng trường Cá Voi. Còn bên phía tay phải em đây là những căn biệt thự đơn lập. Biệt thự đơn lập của chúng ta chuẩn bị có thêm quán Mai Cà Phê các bác nhé. Một nhà hàng tương đối nổi tiếng. Mai Cà Phê thuê căn Hải Âu 0183 đây các bác này. Các bác xong thì các bác ra ủng hộ nhé. Em mới cho thuê một căn làm quán quần áo đấy ạ. Hải Âu 01 mà thuê làm quán quần áo để ở trên. Với mức giá rất là tốt, 55 triệu một tháng, full đồ. Hiện tại thì em thấy ở Hải Âu 01 cũng hoàn thiện tương đối là nhiều các bác ạ. Đấy, hôm vừa rồi cũng có căn Hải Âu 0129 lô góc cho thuê, thô để làm nhà hàng. Cà phê, Hải Âu 01 của chúng ta là chủ đạo là cà phê các bác ạ. Đây bên phía tay trái chúng ta là biển nước mặn này các bác này. Đấy, những lều cắm trại này. Và những cái điểm check in vô cùng là đẹp. Các bác ở đây đến mùa cưới rồi. Đấy, các anh chị em mà chụp ảnh cưới ở đây thì em nghĩ là một địa điểm hết sức là lý tưởng, để đáng để cho anh em lựa chọn. Em cũng muốn quay lại cái thời kỳ mới yêu để đi chụp ảnh cưới. Phong cảnh ở đây rất là đẹp các bác nhé. Đấy, các bạn thấy idol TikTok này. Giới trẻ bây giờ dùng công nghệ rất là siêu các bác nhá. Các bạn trẻ Gen X rồi 9X là đang làm công nghệ rất là tốt và các bạn rất là giỏi, rất là nhiều tiền. Đây căn 0129 này, hôm trước cho thuê này các bác này. Ocean Cà Phê này. Về bản chất thì thị trường cách đây độ khoảng 30 ngày trở lại thì thị trường cũng có vẻ hơi trầm lắng các bác ạ. Hơi trầm lắng. Cả giao dịch bán và giao dịch thuê hơi chậm lắm. Giá thuê ở đây rất là tốt các bác ạ. Nếu mà chia ra mặt bằng thì giá thuê còn rẻ hơn căn hộ chung cư. Các bác thì hình dung ra một căn Hải Âu 01 285m, mặt tiền 14m hoàn thiện. Rất là đẹp, các tầng mà em cho thuê có 50 đến 55 triệu. Giá rất là tốt. Hôm vừa rồi em cũng cho thuê một căn san hô, mặt lô góc đơn lập, mặt hồ 24,5 hecta, giá rất là tốt, chủ nhà hoàn thiện đẹp. Các bác cần thuê những cái sản phẩm shop house với mức giá chỉ tầm độ khoảng 10 đến 15 triệu thì inbox cho em Dương, hoặc là những căn để ở liền kề biệt thự song lập, biệt thự song đơn lập, giá rất là tốt, full đồ, giá chỉ từ 20 đến 40 triệu một tháng thôi. Bên em chuyên làm cho thuê chuyển nhượng bất động sản Ngọc Hân Luxury tại địa chỉ Hải Âu 02 237. Rất mong được các bác ủng hộ. Đây, chúng ta đến với phân khu Sao Biển rồi các bác nhé. Highland Cà Phê, thương hiệu rất là nổi tiếng. Cư dân hiện tại thì về ở đây cũng tương đối là đông các bác ạ. Đa phần là khách ở thực cũng ở rất là nhiều. Cái giá trị sống ở Vinhome Sun Park được các bác đang coi trọng và chú ý rất là nhiều ở đây. Về đây ở thì em thấy là cái quần thể rồi tiện ích, rồi môi trường, rồi con người nó rất là văn minh. Mà đi lại ở đây và vào trung tâm nội thành thì cũng rất là tiện các bác ạ. Phải nói là rất là tiện với các tuyến xe buýt của chủ đầu tư Vinhome, xe buýt điện. Đây hai cái căn này, hai căn siêu phẩm, hai căn đơn lập. Các bác muốn thuê những căn đơn lập mà rộng, mà có bể bơi, giá nó rơi vào khoảng 50 đến 60 triệu một tháng thì các bác có thể inbox với em. Em cũng có những cái căn như vậy đang có nhu cầu cho thuê. Đây chúng ta chuẩn bị đến rồi các bác nhé.
Phía bên tay phải của các bác đây là khu đất để xây trường học của Vincun này các bác này. Đấy, nếu mà trên quy hoạch. Đấy, căn này của chúng ta ở dãy sau biển 9. Sau biển 9 là trục thẳng ngã tư này các bác này. Đấy, cắt ngang. Nếu mà chúng ta rẽ tay trái đây thì chúng ta sẽ đến với biển hồ trung tâm và bãi cắm trại. Đấy, còn là chúng ta rẽ tay phải thì chúng ta sẽ đến với đường cắt ngang của sau biển 23. Đây những căn biệt thự song lập của sau biển 09 này các bác này, ở bên phía tay trái của em Dương. Còn bên phía tay phải đấy, như vừa rồi em chia sẻ với các bác, đấy là khu đất để xây trường. Đấy, view rất là thoáng. Đấy, em sẽ đỗ xe xuống và quay cho các bác nhé. Em Dương đã xuống xe để quay cho các bác. Đây trước mặt chúng ta đây là cái khu ô đất để xây trường học của Vincun này các bác này. Đây là dãy shop house sau biển 23 và đường cắt ngang là đường 40m các bác ạ. Chúng ta rẽ tay phải thì chúng ta sẽ ra đường Thành Trung và huyện ủy Gia Lâm. Đối diện đây là khu đất 80 ha của một chủ đầu tư cũng đang chuẩn bị xây cái dự án. Chúng ta rẽ tay phải thì sẽ ra với trung tâm thương mại Vincom và biển hồ nước mặn các bác ạ. Đây là những căn biệt thự song lập của dãy sau biển 09 mà em Dương đang muốn giới thiệu cho các bác này. Có giá rất là tốt, tí nữa em sẽ chia sẻ giá. Đây còn trục đường sau biển 09 của chúng ta là trục đường thông. Chúng ta sẽ đâm thẳng ra với biển hồ trung tâm, quảng trường Cá Voi và bãi cắm trại các bác ạ. Đi ra em nghĩ khoảng độ khoảng 300m các bạn đi thẳng. Đây là những căn biệt thự song lập của sau biển 9. Những căn này có diện tích là 143,5m các bác ạ. Xây dựng 3,5 tầng theo phong cách của Địa Trung Hải. Mặt tiền 7,9m, hướng đông nam. Hướng đông nam các bác nhé, rất là mát. Với ba mặt sân vườn. Sổ đỏ sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Các bác hãy vào với em Dương xem một căn mẫu ở đây nhé. Đây là cửa cuốn này các bác này. Căn này thì đã có phào chỉ và hệ thống cửa các tầng. Đây cửa cuốn để làm trong đây sẽ sau cái bức cửa cuốn này theo thiết kế của chủ đầu tư thì sẽ làm nhà để xe bên trong. Nhưng mà thường thì các bác sẽ để xe ở ngoài và thiết kế chỗ đấy là phòng khách các bác ạ. Đây là không gian bên hông này các bác này. Không gian bên hông này nó rơi vào tầm độ khoảng hơn 2m các bác ạ. Hơn 2m. Phía trước mặt các bác đây là những căn áp lưng với những căn liền kề 90m. Đây là không gian của phía sau các bác này. Thoáng của hai nhà nó tầm độ khoảng 7m. Cái chỗ này thì các bác có thể là làm cái bếp ướt cũng được các bác ạ. Bếp ướt hoặc là sân vườn tiểu cảnh. Đấy, hòn non bộ thì chúng ta sẽ thiết kế ở đây. Phong cách của Địa Trung Hải thì tổng diện tích sàn xây dựng nó sẽ bé hơn phong cách của Đông Dương các bác ạ. Đấy, nhưng mà với em Dương thì em cảm thấy là cái phong cách Địa Trung Hải thì nhìn ngôi nhà nó đẹp hơn. Nó có hồn hơn các bác ạ. Đấy, phong cách của Đông Dương thì tiện để làm somehow hơn. Đấy, chúng ta sẽ đi vào bên trong. Không gian bên trong, nhà thì vẫn là lền cát các bác nhé. Đấy, chưa có cầu thang, chỉ có hố chờ 1m thôi. Ở Ocean Park Gia Lâm thì tất cả căn đều theo phong cách bàn giao là không có cầu thang các bác ạ. Đấy, nó khác ở dưới Hưng Yên là như vậy. Đấy, cái chỗ này là chúng ta nếu mà trên mặt bằng của chủ đầu tư thì sẽ thiết kế làm gara ô tô này các bác này. Đấy, nhưng mà thường thì các bác chủ nhà sẽ thiết kế làm phòng khách. Không để ô tô bên trong như em vừa chia sẻ. Đấy, cái chỗ này thì chúng ta có thể là đập cái bức tường này đi các bác này. Đấy, chúng ta đập bức tường này đi để chúng ta cơi cái phòng này nó sẽ rộng ra. Đấy, cơi cái phòng tầng 1 này sẽ rộng ra. Em vào nhiều nhà thì em thấy cơi cái chỗ hiên này rộng ra làm bếp bên ngoài, nhiều căn làm bếp bên ngoài, bên trong chỉ làm phòng khách thôi. Đấy, thì rất là rộng. Căn này mà chúng ta thiết kế cả thang máy nữa thì em sẽ nghĩ là nó sẽ tối đa hóa công năng của từng tầng. Đấy, và diện tích xây dựng dưới tầng 1 thì em Dương cũng chia sẻ căn này xây dựng dưới tầng 1 là 77m và tổng diện tích sàn xây dựng lên tới là 265. Còn phong cách của Đông Dương thì sẽ là 290 tổng diện tích sàn xây dựng. Đấy, phong cách của Địa Trung Hải thì nó sẽ bé hơn một chút các bác ạ. Căn này em Dương thấy là cái thứ nhất là đường thông. Đấy, vị trí là cũng tương đối là đẹp. Vị trí đẹp, đường thông hướng đông nam mát các bác ạ. Đấy, view thì hiện tại thì đang rất là thoáng. View rất là thoáng. Diện tích xây dựng thì cũng đủ vừa, đủ rộng. Ở đây thì dãy sao biển 09 thì như em cảm nhận thấy thì
từ cái ngã tư giật vào đây tầm độ khoảng 5 nhà ở rồi các bác ạ. 5 nhà ở. Và hiện tại những căn này thì em đang có một căn chủ nhà đang chào bán với mức giá là hơn 23 tỷ. Một chút xíu thôi. Tại thời điểm ngày 24 tháng 11 năm 2023. 23,5 tỷ. Có thương lượng các bác ạ. Các bác quan tâm cần đi xem căn này cũng như là làm việc giá trực tiếp với anh chị chủ nhà, cũng như là nhận cái sự tư vấn chuyên sâu nhất về VinOcean Park thì hãy gọi cho em Dương các bác nhé. Em Dương xin chào và hẹn gặp lại các bác.